hôm nay Mỹ và Timmy đi chợ bầu trời. He definitely paved the way for Altuve. He knows, looks like, how is this guy? Khó đẹp quá mọi người. Năm trái 10 vàng mọi người. Này trồng ở Mexico. Thanh long mà mọi người. 4 trái 20 đồng. Rồi Philippines.
Good, so it looks like you guys got something going on. Yeah, we saw your heart out there. Oh, yeah. Big whale, right? Then I'm going. I'm out. I will be back. Timmy thấy chợ bầu trời như thế nào? Chợ ở đây nè, đông người. Đông người, ok, có gì nữa? Tới đây cũng vui, nhiều người đi. Name it warm up cheaper, yeah. Mỹ và Timmy đã dạo chợ bầu trời xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi đi dạo nơi khác. Yeah, we didn't even go on that side. That's what we thought was our shoot space. Kind of just the same stuff.